Khi sinh con, phụ nữ được niềm hạnh phúc tuyệt vời, tất nhiên không thể bỏ qua những vất vả hy sinh. Và ở nơi này trên đất nước Việt Nam, mỗi phụ nữ đi sinh còn được thưởng thêm số tiền lên cả triệu đồng. Đồng thời cũng đang có những đề xuất của đại biểu quốc hội về việc cần có thời gian làm việc đủ ngắn để nam nữ có thể tìm bạn đời. Những điều thú vị này sẽ có trong video ngay sau đây. Trước tiên sẽ là thông tin ở Việt Nam có một địa phương thưởng tiền khi đi sinh con. Sinh hai con trước 35 tuổi, chị Nguyễn Thiện Hân, ngụ tại huyện Châu Thành, được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng giấy khen kèm theo hỗ trợ 1 triệu đồng. Chị Hân sinh con gái đầu lòng ở tuổi 24 vào năm 2016. Đến năm ngoái thì chị sinh được bé trai, đã được nhân viên trạm y tế xã liên hệ làm hồ sơ rồi đến Ủy ban nhân dân xã nhận khen thưởng tôi vui và rất bất ngờ khi được nhận thưởng chị nói chị sinh bé thứ hai vì mong muốn có thêm con và sắp xếp được thời điểm thích hợp nhiều người gần nơi chị sống vẫn đang dừng lại ở một bé vì nhiều lý do như gánh nặng kinh tế sợ không đủ điều kiện lo cho con chú đáo không sắp xếp được công việc Chị Hân là một trong số hơn 5.700 phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi ở Tiền Giang, được khen thưởng theo nghị quyết số 26-2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hiệu lực từ năm 2022. Cụ thể, địa phương đã khen thưởng được 2.166 trường hợp vào năm 2022. 3.539 người vào năm 2023 và nửa đầu của năm 2024, nơi này đã nhận được 1.464 hồ sơ. Theo nghị quyết này, địa phương cũng sẽ thưởng 30 triệu đồng cho xã, phường có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh con, sinh đủ hai con. Và nếu đạt 5 năm liên tục, mức thưởng tương ứng là 50 triệu đồng. Việc khen thưởng được dựa theo thông tư hướng dẫn địa phương ban hành chính sách khen thưởng hỗ trợ đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số của Bộ Y tế vào năm 2021. Dù vậy, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Giang, tri cục trưởng dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tiền Giang cho biết, sau hơn 2 năm triển khai, mức sinh của địa phương vẫn thấp, thậm chí là đang giảm. Số con trung bình của một phụ nữ Tiền Giang trong độ tuổi sinh đẻ là 1,66, trong khi 2 năm trước lần lượt là 1,68 và 1,77. Nơi này tiếp tục xếp vào nhóm 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp cả nước. Tương tự, Hậu Giang cũng tặng giấy khen và hỗ trợ 1,5 triệu đồng tiền viện phí cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi từ ngày 15 tháng 7 năm 2022. Nhóm này còn được hỗ trợ một lần chi phí khám sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh theo giá dịch vụ y tế tại các cơ sở công lập. Tỉnh cũng khen thưởng cho những xã phường đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con. Ngoài ra, một số địa phương khác có chính sách khen thưởng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi như Long An 450.000 đồng, Bạc Liêu 1 triệu đồng. Đặc biệt, Bến Tre còn khen thưởng cho cặp vợ chồng có hai con trở lên, một bề là gái, cam kết không sinh thêm con, nhằm khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Kết quả mức sinh ở Long An vẫn giảm từ 1,77 xuống 1,68 và hiện ở mức 1,64. Hậu Giang ghi nhận mức sinh tăng nhẹ từ 1,51 lên 1,52, Bạc Liêu tăng từ 1,46 lên 1,53, song vẫn thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế từ 2 đến 2,1 con trên mỗi phụ nữ. Bến Tre vẫn giữ nguyên mức sinh 1,62 trong hai năm qua, thấp hơn những năm trước đó. Cục trưởng Dân số Bộ Y tế Lê Thanh Dũng cho biết, mức sinh xuống thấp đang là một trong bốn thách thức của ngành dân số. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ giảm sâu còn 1,56 con một phụ nữ, trong khi năm 1999 là 2,9. Mức sinh thấp không chỉ diễn ra ở một số đô thị nơi có điều kiện kinh tế phát triển mà còn xuất hiện ở nhiều tỉnh khó khăn. Điều này khiến cho mức sinh của toàn quốc năm 2023 xuống còn 1,96, thấp nhất trong lịch sử và được dự báo tiếp tục giảm mức sinh quá thấp và kéo dài sẽ tác động trực tiếp sâu sắc tới cơ cấu dân số và để lại nhiều hệ lụy cụ thể nhóm dân số trong độ tuổi lao động sẽ thiếu hụt gia tăng tốc độ già hóa cũng như số lượng và tỷ trọng người cao tuổi làm suy giảm quy mô và tăng trưởng âm về dân số điều này tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh ảnh hưởng quá trình phát triển bền vững của đất nước Mức sinh tiếp tục giảm thì tương lai lực lượng trong độ tuổi lao động sẽ giảm, trong khi tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng nhanh dẫn đến tỷ trọng dân già sẽ chiếm tỉ lệ rất cao trong tổng dân số và Việt Nam sẽ có cơ cấu dân số già, ông Dũng nói thêm. Người đứng đầu ngành dân số các địa phương cho rằng chính sách thưởng tiền khuyến sinh chỉ là một phần hỗ trợ nhỏ, bao nhiêu cũng không đủ, chủ yếu vẫn cần thay đổi ý thức của người dân thạc sĩ võ thị hoàng loan tri cục trưởng dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh hậu giang cho biết việc khen thưởng là cơ sở để cộng tác viên cán bộ những người có uy tín ở các địa phương đi tuyên truyền vận động giúp mọi người hiểu được lợi ích của việc sinh đủ hai con sắp tới hậu giang đẩy mạnh truyền thông chăm sóc sức khỏe nam giới thay vì chỉ chú trọng đến phụ nữ như trước còn bác sĩ sang thì đánh giá chính sách thưởng tiền khuyến sinh vẫn còn khá mới phải đợi thêm một thời gian nữa xem hiệu quả thế nào hơn nữa việc khen thưởng này mang tính động viên là chủ yếu bởi chi phí nuôi dạy một đứa trẻ đến ngày càng đắt đỏ thực tế nhiều quốc gia giàu có trên thế giới chi rất nhiều tiền khuyến sinh song mức sinh này vẫn ngày càng thấp Đơn cử như tại Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in đã đưa ra một số chính sách thúc đẩy phụ nữ sinh thêm con, gồm tặng tiền mặt, trợ cấp sinh đẻ. Theo chương trình này, thì mỗi đứa trẻ sinh từ năm 2022 trở đi, gia đình sẽ nhận được khoản tiền thưởng trị giá là 2 triệu won, tương đương với là 1.850 đô la Mỹ để trang trải chi phí trước khi sinh, bên cạnh khoản trợ cấp hàng tháng nhận được sau khi các em bé tròn một tuổi. Tuy nhiên, giải pháp tặng tiền không thể đảo ngược xu thế sinh ít do chi phí sinh hoạt, mua nhà, nuôi dạy con cái và các chi phí cơ hội khác cao gấp nhiều lần số tiền này. Hiện chính phủ đã phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến năm 2030, trong đó nhiệm vụ quan trọng là sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ, khuyến sinh, bãi bỏ tiêu chí giảm sinh con thứ ba trở lên, khuyến khích phụ nữ kết hôn trước 30 tuổi và sinh đủ hai con trước tuổi 35 Thí điểm nhân rộng các dịch vụ đưa đón trẻ trông trẻ ngân hàng giữa mẹ, bác sĩ gia đình, chú trọng quy hoạch xây dựng các điểm trông giữ trẻ, nhà mẫu giáo phù hợp với điều kiện của bà mẹ, nhất là các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị, hỗ trợ khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở, hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em. Các nội dung này đã được đề xuất và đưa vào sự thảo luật dân số mà Bộ Y tế dự kiến trình chính phủ vào tháng 12 năm 2024 và trình Quốc hội vào tháng 10 năm 2025 đề xuất thời gian làm việc đủ ngắn để nam nữ có thể tìm bạn đời. Chuyên gia kiến nghị thời gian làm việc của người lao động phải đủ ngắn để họ có thời gian tìm bạn đời, chăm sóc con cái gia đình. Đề xuất được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội khóa 15, nguyên bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại hội thảo góp ý hoàn thiện chính sách trong luật dân số và gợi ý chính sách chuyển đổi nhân khẩu học của các nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương diễn ra vào ngày 6 tháng 8 tại Hà Nội. Đây là dịp để lấy ý kiến của các cơ quan tổ chức chuyên gia, nhà khoa học và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng các chính sách về dân số. Theo như giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, công tác dân số hiện nay còn nhiều khó khăn, thách thức như một số vấn đề thực tiễn nảy sinh tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững của đất nước. Mức sinh thay thế chưa thực sự bền vững. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 1,96, thấp nhất trong lịch sử và được dự báo tiếp tục giảm. Nguyên nhân của mức sinh giảm là do xu hướng kết hôn muộn, nhiều người lựa chọn cuộc sống độc thân không kết hôn. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu là 30,4, mức kỷ lục tại Việt Nam, góp phần tạo nên mức sinh thấp và đẩy nhanh già hóa dân số. Lý do kết hôn muộn hoặc không kết hôn là họ bận rộn công việc gặp khó khăn về tài chính muốn theo đuổi sự nghiệp khao khát tự do ngoài ra người trẻ không mặn mà với kết hôn còn do ảnh hưởng từ các câu chuyện gia đình đổ vỡ chưa tìm kiếm được những mẫu hình lý tưởng Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân đã đề xuất thời gian làm việc của người lao động phải đủ ngắn, 8 giờ lao động trong một ngày và 40 giờ trong một tuần, để họ có thời gian tìm bạn đời, chăm sóc con cái, gia đình và sở thích riêng tư. Thực tế, thì nhiều người lao động làm việc từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày, không có thời gian để quan hệ bạn bè, chăm sóc gia đình. Bộ luật lao động hiện nay quy định người làm việc trong điều kiện bình thường không quá 8 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần. Doanh nghiệp có quyền quy định thời gian làm việc theo ngày hoặc tuần, nhưng phải thông báo cho người lao động biết. Nhà nước khích doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện tuần làm việc 40 giờ. Hồi tháng 5 thì công đoàn cũng đã kiến nghị chính phủ xây dựng lộ trình giảm giờ làm trong tuần của lao động khu vực tư nhân từ 48 giờ xuống 44 và tiến tới là 40 giờ. Trong khi đó giờ làm khu vực nhà nước 40 tiếng mỗi tuần, 8 tiếng mỗi ngày được điều chỉnh bởi quyết định 188 trên 199 của Thủ tướng. Ngoài ra, thì điều kiện làm việc chế độ nghỉ khi có thai và sinh con, chế độ lương và thăng tiến ở doanh nghiệp phải khuyến khích việc lập gia đình và sinh con không tạo ra xung đột giữa việc làm và gia đình để có con. Để mỗi gia đình có thể sinh được hai con thì thu nhập của hai người đi làm phải nuôi được đàng hoàng bốn người, gồm có hai người lớn, hai trẻ con, theo như giáo sư Nhân nhận định. Vì vậy, chính phủ, doanh nghiệp và người lao động cần thống nhất nhận thức và giải pháp để gia đình hai người đi làm có thể đủ thu nhập để nuôi dạy cho học hành đàng hoàng hai con. Dự thảo luật dân số dự kiến trình chính phủ trong tháng 12 và đề xuất này của giáo sư Nhân thì đã nhận được rất nhiều sự đồng tin ủng hộ của cộng đồng dân cư, đặc biệt với các cái thông tin được đưa trên báo chí thì đã nhận được rất nhiều bình luận comment ủng hộ về vấn đề này. Như đã thông tin ở phần trên thì có khá nhiều tỉnh thành trong cả nước có mức tăng trưởng âm về dân số. Và cụ thể là Cục Dân số dự báo bảy tỉnh thành có tỷ lệ tăng dân số ở mức âm từ năm nay gồm Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Cà Mau. Đây là bảy trong 21 tỉnh thành có mức sinh thấp trên cả nước dưới mức sinh thay thế, trong đó tỷ lệ tăng dân số ở An Giang là âm 0,7%. Các tỉnh thành còn lại là từ âm 0,1% đến âm 0,4%. Tăng trưởng âm là hệ quả mức sinh của Việt Nam thấp ở mức đáng lo ngại, có xu hướng giảm dưới mức sinh thay thế tức là dưới 2,1 con trên một phụ nữ. Dân số năm 2023 của nước ta ước tính đạt 100,3 triệu người, song tốc độ tăng dân số giảm dần và dự báo tiếp tục giảm. Giai đoạn 2039-2045, mức tăng bình quân hàng năm của cả nước là 0,4%. Con số đó của Tây Nguyên là cao nhất 0,61%, tiếp sau là của Trung du và miền núi phía Bắc 0,6%, tỷ suất tăng của đồng bằng sông Cửu Long là thấp nhất 0,04%. Cũng ở giai đoạn này thì ước tính 6 tỉnh có mức tăng dân số âm gồm có Bến Tre âm 0,3%, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng đều ở mức âm 0,1%. Đây hầu hết là các tỉnh được giả thiết có tình trạng xuất cư mạnh và mức sinh thấp. Ngược lại, có 7 tỉnh với tỷ tỉ lệ tăng bình quân, năm là từ 1% trở lên, cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng dân số của cả nước, cùng giai đoạn gồm có Lai Châu 1,4%, Điện Biên 1,3%, Bình Dương 1,2%, Bắc Ninh và Con Tum 1,1%, Lào Cai và Đắk Nông 1%. Điều này có thể là do mức sinh khá cao hoặc tình trạng nhập cư lớn của các tỉnh này. Cuối thời kỳ dự báo, năm 2045, hai đô thị lớn nhất toàn quốc là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có quy mô dân số trên 10 triệu người, tương ứng là 10,6 triệu người và 11,7 triệu người. Và tăng trưởng âm đang là điều đáng lo ngại của cả nước và xu hướng trên thế giới cũng tương tự như vậy. Tại nước ta thì đã có nhiều địa phương đã đưa ra những chính sách để khuyến sinh như là tặng tiền, hỗ trợ, tặng giấy khen cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi như phần trước chương trình đã đưa tin.